Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh review chia sẻ về cái sản phẩm về điện máy. Trước mắt các bác đây là những dòng sản phẩm máy giặt của Samsung ra mắt năm 2021 mọi người nhé. Mọi người để thấy những cái con ở chính dưới này là con 2021 này. Còn những cái dòng máy giặt của 2020 thì các bác sẽ để ý thấy là những sẽ có những cái bảng điều khiển hay là những cái dòng chữ chi tiết ở đây. Tuy nhiên từ năm 2021 nó sẽ bỏ cái bảng điều khiển đấy đi và thay thế bằng cái bảng điều khiển điện tử rất là hiện đại ở đây. Thì trong cái video lần này em sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy giặt của Samsung 10 cân mới về với siêu thị điện máy của Ecomax mọi người nhé. Dòng 10 cân của năm nay thì sẽ có ký hiệu là WW10TP54DSH. DSH là màu trắng mọi người nhé, còn DSB thì sẽ là màu đen. Có hai sự lựa chọn cho các bác. Ví dụ như là con ở phía bên này là con màu đen, còn con bên này là con màu trắng mọi người nhé. Tính năng là giống nhau. Và em sẽ đi chi tiết dòng sản phẩm máy giặt của Samsung con màu trắng này cho các bác xem. Con này là con 10 cân, khối lượng giặt là 10 cân. Và các bác có thể kê vào trong cái khu vực nhà phòng nhà tắm của nhà mình hoặc khu vực để với chiều cao của nó là 78, chiều cao là 85 mọi người nhé. Chiều cao 85cm và chiều rộng, chiều sâu của nó là 60 cho dòng máy giặt của Samsung. Chúng ta sẽ đi vào gần để hơn với dòng sản phẩm này để xem chi tiết dòng sản phẩm này nhé. Đây là trực tiếp chiếc máy giặt của Samsung năm 2021 mọi người nhé. Màu trắng rất là đẹp và có điểm tô những phần màu khác nhau, ví dụ như màu hơi xám ở đây và màu đen ở cánh cửa, nó sẽ giúp tôi nổi bật thêm chiếc máy giặt này. Cái phần lúm xoáy sẽ là phần lúm xoáy màu bạc mọi người nhé. Đây là em đã cắm điện lên rồi. Dòng này thì sẽ có đi tất cả những tính năng nổi bật nhất của dòng máy giặt Samsung năm 2021 với cái trí tuệ nhân tạo là AI. Nó sẽ giúp cho cái phần bảng điều khiển của nó có thêm cái phần ghi nhớ hay là những đề xuất trong chế độ giặt mà mình yêu thích. Khi mà các bác đã cài đặt 1 đến 10 lần nó sẽ ghi nhớ được cái chương trình giặt đấy cho mọi người. Và mọi người chỉ cần chọn vào chế độ giặt đó nó sẽ tự động mặc định cài đặt cho mọi người chứ không cần phải bấm những cái thao tác rắc rối ở phía bên này nữa. Đấy là nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nó có cảm biến giặt thông minh giúp cho giặt sạch hơn. Bảng điều khiển thì tất nhiên là bảng điều khiển năm nay thì các bác để thấy nó rất là hiện đại rồi. Nếu mà so sánh với các bảng điều khiển của năm trước như thế này, bảng điều khiển năm trước nó toàn là bằng tiếng Việt thôi và cũng dễ sử dụng. Thì tuy nhiên năm nay nó tích hợp mà tất cả cái bảng điều khiển đấy bằng cái phím xoáy này. Xoáy vào lốt nào thì nó sẽ nhảy ra cái chế độ nó ở bên này để cho các bác lựa chọn. Dòng này thì sẽ có chế độ giặt là Eco Bubble, nó là chế độ giặt bong bóng siêu mịn, sẽ giúp cho cái bột giặt của mọi người được hòa tan hơn và làm cho quần áo nó sẽ giặt sạch hơn rất là nhiều. Những cái chế độ giặt nhanh, ví dụ như giặt mà nhanh 38 phút hay giặt nhanh 15 phút, nó sẽ có trên dòng máy giặt của Samsung năm 2021. Hay là những cái chế độ chống rung, khi các bác giặt thì trong quá trình giặt nó sẽ không thể tránh khỏi rung nắp. Thì dòng máy giặt của Samsung năm nay nó sẽ có chế độ chống rung, giảm rung đến 30% mọi người nhé. Giảm rung rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về phần cái cánh cửa này nhé. Cánh cửa năm nay thì sẽ được thiết kế cũng có một cánh cửa phụ ở đây. Dòng cánh cửa có cửa phụ tiện lợi cho mọi người có thể cho thêm đồ vào đây. Cánh cửa mở ra, chúng ta sẽ mở ra bên này. Bên ngoài sẽ có thêm một lớp, lớp này là lớp bằng nhựa thôi, nhưng mà nó cũng bảo vệ cho chúng ta cái phần mặt trước. Và bên trong này sẽ có là mặt kính mọi người nhé. Mặt kính rất là lật dày. Bên trong lồng giặt là lồng giặt bằng màu bạc. Lồng giặt này thì không chống han rỉ rất là tốt mọi người nhé. Ở phía bên trên của lồng giặt chúng ta sẽ có thêm một cái vòi xịt tăng cường ở đây nữa. Cái chức năng của chiếc vòi xịt tăng cường này là khi mà mọi người sử dụng cái chế độ là chế độ giặt nhanh thì cái vòi cột đấy nó sẽ xịt xuống phía dưới và kết hợp với tốc độ và quay của lồng giặt nó sẽ giúp cho cái lượng quần áo hay là cái bột giặt nó sẽ hòa tan được nhanh hơn để giúp cho quần áo nó giặt sạch hơn và nhanh hơn khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ là giặt nhanh và nó sẽ sử dụng cái vòi phun này. Theo như nhà sản xuất thì nó sẽ có cái hình ảnh minh họa như thế này.
cái vòi phun nó sẽ xịt từ phía trên xuống phía dưới này mọi người nhé, giặt sạch nhanh hơn rất là nhiều với chế độ là chế độ quick dry, giặt xanh siêu tốc. Bên cạnh đó thì mọi người để thấy là phần cánh ở phía cánh nó sẽ có thêm một cái lớp ở đây nữa. Cái lớp này thì nhà thiết kế nó sẽ thiết kế hơi lỏng một chút mọi người nhé, chứ không phải là nó bị lỏng đâu, mà nhà thiết kế họ thiết kế lỏng để làm sao để trong quá trình mà mình sử dụng nó sẽ được tối ưu nhất trong về lâu về dài, chứ không phải là mình thấy nó lỏng mà mình lại xoáy nó lại. Đấy. Nên là các bác cứ để nguyên như vậy, hiện trạng là như vậy. Bên phía trên này thì mọi người sẽ có thêm lơi để mọi người để thêm. Video các bác đang xem được tài trợ bởi cơ sở đồ gỗ nội thất Tuấn Long, cơ sở chuyên sản xuất, buôn bán các loại đồ gỗ nội thất, phòng khách, không gian hiện đại như các loại đồng hồ cây, các loại tủ rượu, tủ góc được yêu thích nhất năm 2021, giá thành chỉ từ 5,5 triệu đồng. Các bác liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn. Nước giặt, bột giặt và nước xả ở phía bên này. Bảng điều khiển thì như em đã chia sẻ trong video lần trước rồi. Các bác nào mà muốn tìm hiểu cách sử dụng bảng điều khiển điện tử của máy giặt Samsung năm 2021 có thể vào kênh của em để xem những cái chia sẻ về cách sử dụng. Em cũng nói qua cho mọi người xem về cách sử dụng này. Thì đầu tiên thì mọi người khi sử dụng sẽ tắt nó đi và bắt đầu là sẽ bật lên. Thì những cái lần đầu tiên trong từ 10 đến 15 lần bật đầu tiên thì nó sẽ hỏi như các bác là nhấn cái phím này để bỏ qua, thì chúng ta sẽ bấm cái phím này đến khi nào mà nó hiển thị lên những cái chế độ giặt của máy giặt thì thôi. Đó, bắt đầu nó hiển thị những cái chế độ giặt của máy giặt rồi thì chúng ta sẽ xoáy phần này lên, xoáy cái nút xoáy này, xoáy vào mỗi lần xoáy nó sẽ tinh một cái và nó nhảy sang một chế độ khác cho các bác lựa chọn mọi người nhé. Bên này là chế độ giặt nước nóng, em xoáy vào xong chế độ là giặt nước nóng này, đây là mực nước này, đây là tốc độ vòng vắt này, và cái chế độ stem này là chế độ thêm chức năng mọi người nhé, đa chức năng cho mọi người. Thì trong các video lần trước em đã hướng dẫn cho mọi người rồi, mọi người có thể vào xem những cái chức năng đó. Ví dụ như em ví dụ cho các bác là chế độ giặt cốt tông đi, em điều chỉnh tốc độ cái nhiệt độ lên đến 90 độ C. Các bác để ý thấy là nhiệt độ càng thấp thì đấy, tăng cái nhiệt độ lên, tăng nhiệt độ lên và tăng cái phần mực nước lên, tăng mực nước lên. Tốc độ vòng vắt thì các bác lưu ý giúp em là đối với dòng máy giặt cửa ngang thì các bác nên để tốc độ vòng vắt là 800 đến 1000, chứ không cần thiết đến 1200 và 1400. Thì khi đấy mà máy nó sẽ hoạt động hết công suất, nó sẽ xảy ra hiện tượng là rung lắc rất chỉ là cao. Tiếp đến là chúng ta sẽ đem để chế độ 800 nhé, 1000 nhé. Tiếp đến là chế độ stem này, chế độ thêm đồ. Thì cái chế độ này thì các bác có thể xoáy nút này để thêm những cái chế độ khác trong quá trình giặt đó. Trong quá trình giặt cốt tông các bác có thể thêm là giặt nhanh hơn, hoặc là các bác có thể thêm là giặt sơ trong quá trình giặt cốt tông, hoặc là thêm giặt kỹ. Đấy. Cứ thêm một chế độ nào thì các bác có thể chọn bấm vào phím đấy, rồi xong bấm phím stem một lần nữa. Nó sẽ cài đặt chế độ đó cho các bác để các bác sử dụng trong chế độ giặt cốt tông mọi người nhé. Rất là tiện lợi cho máy giặt của Samsung năm 2021. Model WWW10TP54DSH thì bên em đang bán với giá là 11.590.000 mọi người nhé. 11.590.000 cho dòng máy giặt của Samsung. Giá này thì nó sẽ cập nhật liên tục trong những cái thời gian tiếp theo, thì các bác có thể vào website comac.vn để tham khảo giá hàng ngày mọi người nhé. Rồi, rất cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip tiếp theo.